Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Lời chúc 20 tháng 11 ý nghĩa nhất, hay nhất gửi tặng các thầy cô tri ân ngày nhà giáo Việt Nam. Ngày 20 tháng 11 đang tới gần, hãy cùng Lịch Nghề Tốt tri ân các thầy cô bằng những lời thơ cầu chúc hay và ý nghĩa nhất ngay sau đây nhé. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.